Có những người thấy người khác hiền ăn hiếp, nhưng mà thường là đi đêm có ngày gặp ma. Ở đời mà cá ăn kiến thì cũng có ngày kiến ăn cá. Mình cứ nghĩ mình con cá, mình ăn con kiến. Bữa nào mình nằm chèo queo đó thì con kiến nó tới nó bu dễ dàng. Quý vị thấy thường thường con vật nào mà nó chết ngoài đường, con gì bu nó trước? Ruồi kiến bu trước. Tại vì sao? Đó là luật, đó là cái luật chung của cuộc sống. Chúng ta nghĩ chúng ta lúc bự lúc to chúng ta ăn hiếp kẻ khác, nhưng khi chúng ta nằm đơ ra bất động, con vật nhỏ nhất nó sẽ tới mình. Đừng có nói tới con to, thấy không? Thí dụ như giờ mình nằm ra đó, con kiến mà nó nghe ngửi được mùi là nó chạy tới rồi, nó rỉa mình được một chút rồi chừng đó mới tới con mèo con chim gì đó nó tới. Chứ thật sự ra